Đây tiếp theo là mình đang ở phía trước con Novi GLE 300. Đó, các bạn nhìn đẹp chưa? Con này được còn bao bọc bởi một dàn sắt luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Một dàn sắt luôn này. Đó, bây giờ đi khám phá qua tí nhỉ. Khám phá qua tí cho nó phấn khởi nhá. Đây là mặt trước của nó đây. Đây, mọi người xem này, con này nó được bao bọc bởi một dàn sắt này. Đẹp chưa? Bị quay, gọi là bị quay đấy. Một dàn sắt, con này là con mới luôn. Đó. Giải đèn led rất đẹp. À, rất là đẹp. Bây giờ xem nào, mình sẽ đi xem cụ thể xem con này giá bao nhiêu nhá. À, con này giá khoảng 80.000 đô. Đó, giá tạo khoảng 80.000 đô. Màu đỏ các bạn nhá. Đó. Màu đỏ. Thế thì con này xem nào, con này có dung tích là 1,9 lít, động cơ là 245 mã lực. Đó. Đây các bạn quan sát đi, nay là không có đi chi tiết, hôm nay chỉ đi gọi là khám phá qua qua thôi, bởi nhiều xe quá. Em này thì em ý dùng lốp của Continental, mâm là 19 inch, đa chấu. Và đó, các bạn thấy quan sát màu của em nói chưa? Đấy, ngoại thất thì là màu đỏ kết hợp một chút là những cái vành màu đen này. Còn lại thì nội thất ở trong thì tí mình khám phá sau nhá. Đây đèn đóm ở đây. Wow, màu sắc đẹp, đèn đẹp chưa? Đẹp đèn này, đẹp chưa? Gương thì rất là đẹp và nó có cái đường để căn chỉnh các bạn nha. Rất đẹp. Đây các bạn quan sát thấy chưa, cái cánh cửa, cái tay nắm cửa của nó là gì, không có một cái ổ khóa các thứ gì cả, nó chỉ dùng là những cái nút bấm tự động thôi, rất là đơn giản. Đó. Xem nào. Chu. Wow. Phía trong đây các bạn này, một lớp cao su để cách âm này, nó, khi đóng cửa nó sẽ rất là êm này. Đây cũng chỉ là nhựa thôi này. Đó. Loa này, ốp gỗ này, các cái nút này. Khi mà bước vào thì có một chữ Mercedes-Benz, đẹp quá. Đấy, nội thất ở bên trong là nội thất màu sáng các bạn này, màu sáng, ghế rất êm, rất thơm. Không phải thơm quá đâu, nhưng phải nói là rất là êm. Để các bạn quan sát này, đặc biệt mình thấy cái này rất là hay này, cái chỗ bệ tì tay rất là hay này. Lần đầu tiên mình thấy đấy. Đó. Tay này nó có tay cầm nắm này rất là hay. Lần đầu tiên mình thấy đấy. Tiếp theo thì bảng táp lô, đây bảng táp lô cũng khá đơn giản, cũng khá đơn giản, không có gì cả. Đây cũng được ốp một cái lớp gỗ. Lốp gỗ, các cái nút chức năng, các cái hệ thống điều hòa cũng rất là nhiều, 4 hệ thống điều hòa các bạn nhé. Đó là phía trước, còn lại phía cạnh có này. Đó, phía trên kia thì sẽ có cái khe, và cái khe đó để cũng có thể là một cái hệ thống làm mát đấy. Gương này, nói chung là ở phần trong này mình những cái nút chức năng và những cái bộ phận cơ bản thì cũng không có cái gì nó khác biệt lắm. Da rẻ trong thì cũng là chỉ là da tổng hợp thôi. Đó, bởi vì em này em cũng hơn 100.000 mà, chúng cũng không phải là loại quá đắt. Để xem nào, cửa có hít không nhá. Không hít các bạn. Không hít. Nhưng mà đóng rất êm. Đó, không hít nhưng mà đóng rất êm. Xem cái cửa sau cái nhỉ. Phía sau, vâng, cũng là một chiếc Mercedes-Benz rất đẹp. Tiếp theo là ở đây cũng có ba chỗ ngồi, hai chỗ cho người lớn và một chỗ cho trẻ em. Phải nói là cái ghế này được họ thiết kế cái nội thất này rất đẹp nhá. Nó rất đẹp, cái chấm màu đen này rất là nổi bật. Ở đây phía trên các ghế thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để có sách báo hoặc là những cái đồ lặt vặt.
Rất là hay. Trong khi chúng ta sẽ có là điều hòa. Chúng ta có một hệ thống điều hòa. Vâng, hai điều hòa dành cho những người sau. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có cái USB ở dưới. Nó hơi tối. Đó. Con này thì không có cửa sổ trời. Không có cửa sổ trời. Giá như vậy thì cái này là hợp lý rồi. Rất là đẹp đấy các bạn ạ. Cửa thì không hít hiếp gì cả, nhưng mà đóng rất êm. Đó, đây này. Đó, đóng rất êm. Ở đây thì chúng ta có một cái khung bằng được làm bằng, tôi nghĩ là nhôm đấy. Nhôm cao cấp của nó đấy. Xem nào. Đó. Chúng ta có một cái nắp và các bạn hãy xem thông số của nó đi. Điên dèo. Nhất êm, rất nhẹ nhàng. Vâng, đây là phần đuôi của em ở đây. Wow, hai cụm đèn rất đẹp nhé. Hai cụm đèn được tách biệt nhau và rất là đẹp. Phía sau đây thì các bạn thấy thêm ống xả này thì thiết kế nó không quá góc cạnh đấy, nhưng mà cũng rất là cân đối, rất đẹp. Vâng, ở đây chúng ta có một cái vành rất là sáng, rất là bóng. Ui, tôi sờ vào rất là nhiều vân tay. Sorry. Xem nào. Cốp có được không? À, chúng ta xem cốp nha, cốp xe này. Đó. Wow. Con cốp nó phải nói là cực kỳ rộng, bạn mình có thể nằm vào trong được. Rộng lắm, bởi vì con này nó chỉ là 5 chỗ thôi, rất là rộng. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là gì, là đây nó có một cái lớp nỉ này. Nỉ này thì không đáng bao nhiêu tiền mà. Nỉ. Đó, nhưng mà rất là êm. Xem nào. Dưới này có cái gì? À, dưới này thì có một cái lốp. Chỉ có một cái lốp với cả những cái bộ phận để sửa chữa thôi. Đó. Ở phía sau của em ở đây. Các bạn này, ai mà lùn mà đứng với con này là không đóng được cửa đâu. Lùn là hơi khó đóng, bởi vì mình thấy nó rất là cao này. Đó, rất là cao. Bây giờ mình xem là đóng đâu nhá. Vâng. Rất nhẹ nhàng. Các bạn ạ, ai mà lùn, phụ nữ mà lùn hoặc là đàn ông mà lùn mà đứng đóng cửa con này là cũng hơi khó đấy. Mình 1m68 mà mình phải với nó, kiễng chân mới với được cái nút vừa rồi đấy. Đó. Nên các bạn xem thêm một chút nữa phía sau nó nha. Đi một vòng sang bên này nha. Đó. Phải nói là mình nghĩ là màu mận chín thì đúng hơn là màu đỏ, bởi vì là thật ra nó cũng không hẳn là đỏ các bạn ạ. Đấy. Phải nói là xe rất là gọn gàng đúng không? Nhưng mà mình không hiểu sao nó không phải là đắt nhất mà nó lại được vây ở trong cái lồng sắt rất là đẹp. Các bạn thấy chưa? Cái lồng sắt rất là đẹp. Đó. Nhưng mà bởi vì là nó là mới thế nên chắc là ưu tiên, nhưng mà